Tập 20. Hắn quả nhiên trở thành người phàm. Cứu ta với. Cứu ta. Người thiên giới. Minh chi nộ tái xuất nhân gian, vậy diệt linh tộc vẫn chưa tử tuyệt. Người diệt linh tộc có thể triệu hồi được U Minh chi nộ tuyệt đối không phải tầm thường. Lẽ nào là hắn? Quyền Nhi, Ma Tôn, Quyền Nhi à, thế tử có chuyển biến gì tốt không? Vẫn như cũ thôi, không có dấu hiệu tỉnh lại. Quả thần nói cho dùng cố nguyên kim đan, 3 ngày sau thế tử sẽ tỉnh lại. Nhưng giờ đã bao lâu rồi chứ, thế tử vẫn chưa tỉnh lại. Ta thấy người của thiên giới quả nhiên không đáng tin. Tiểu Dương cho rằng quả thần cố ý không quan tâm đến sự sống chết của các thế tử. Giờ quyền thú thế tử hôn mê không tỉnh, xí thú thế tử lại điên điên dại dại, mà giới không còn ai kế nghiệp, tương lai ưu phiền. Đây rõ ràng là âm mưu thiên giới đàn áp ma giới chúng ta mà. Quyền Nhi, nếu không tỉnh lại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng cho tiểu nhân thiên giới hút phượng này. Đã giết bao nhiêu quan binh? Không phải là tên thổ phỉ lưu vong đó chứ? Y giả nhân từ, không kể ngoại lệ. Có điều tên thổ phỉ này da mỏng thịt mềm quá, toàn là những vết thương ngoài da, xem ra đều là máu của kẻ khác. Chết bao nhiêu người như thế, chỉ có mình ngươi sống, mạng lớn đó. Tình hình có chút nan giải, nhưng coi như ngươi mạng lớn, gặp được thánh y ta. Nếu không cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Giờ ta đi chuẩn bị thuốc cho ngươi đây. Nằm đó đi nha.
Vết thương này của cô không phải do bị ngã, rõ ràng là bị vũ khí sắc bén đả thương. Rốt cuộc có chuyện gì? Lúc đó ta nhớ rõ ràng, thanh đao dài của hắn đã chém về phía của ta. Người thiên giới. Ta lúc đó chỉ cảm thấy ngực nóng, nhưng lúc ta phản ứng lại, phát hiện chỉ là vết thương ngoài da. Kẻ đó nhát gan, mới đánh hụt đã bỏ chạy rồi. Thế nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta không hề biết. Nguy hiểm quá. May ông trời phù hộ, cô không sao là tốt rồi. Cô có nhớ là ai động thủ hay không? Kẻ đó đeo mặt nạ, ta hoàn toàn không nhìn rõ bộ dạng của hắn. Kỳ lạ quá. Thánh y tộc ta trước nay cách biệt với người ngoài, hành thiện cứu người. Có ai muốn đến giết cô được chứ? Ta nghĩ hắn không phải là muốn đến giết ta đâu, mà là vì ta làm vướng đường dao của hắn đó. Đúng rồi, chuyện này nhất định không được nói với cô và các trưởng lão. Chỉ là vết thương ngoài da, tránh làm họ lo lắng, biết chưa? Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Nửa đêm cô ở đây làm cái gì? Ta cũng đang định hỏi cô câu đó đó. Tuyết sâm nghìn năm này là dẫn dược cho Tập Dương làm bất tử càng khôn dược. Nửa đêm cô lấy nó ra làm gì? Đúng đó, ta định đem nó luyện thuốc cho Tập Dương. Đừng có gạt ta. Đang dược còn chưa luyện ra được, còn dẫn dược này để làm gì chứ? Có phải cô muốn lấy đi chữa bệnh cho kẻ nào không liên quan không? Đừng nói lung tung, làm gì có ai không liên quan. Vừa rồi lúc băng bó vết thương cho cô cứ ấp a ấp úng, nhất định có gì cổ quái. Có phải lúc cô vào núi gặp phải ai đó không? Y giả nhân từ, quảng thích nhân đạo, không phân biệt giàu hèn. Bình thường những gì cô dạy, lẽ nào cô quên hết rồi sao? Quả nhiên là ai chứ? Chuyện này cô không biết thì hơn. Việc này nếu để cô và các trưởng lão biết thì cô tiêu mất. Ta không thể dương mắt nhìn cô chết. Việc này trời biết đất biết. Ta biết cô biết, chỉ cần cô không nói ra thì ai mà biết. Khương Hòa ca, Cẩm Mịch, cô là thánh nữ của tộc ta mà. Đưa cho ta. Cô đưa cho ta. Ta chỉ hỏi cô. Thánh y tộc ta thành lập cả trăm năm, trải qua 6 đời Tập Dương, nhưng có vị thánh nữ nào thật sự đã luyện được thuốc trường sinh bất lão hay chưa? Có vị Tập Dương nào trường sinh bất lão thật sự chưa? Nếu như thật sự có thể trường sinh bất lão, tại sao còn có Tập Dương đời thứ 6 chứ? Những người quyền quý mong trường sinh bất lão chỉ là nằm mơ, một giấc mơ dài hão huyền thôi. Còn chúng ta luyện thuốc rõ ràng biết không thể, chỉ gạt mình gạt người. Tại sao lại không thể đem những vị thuốc đó tặng cho những người cần chứ? Dù sao ta cũng không thể nhìn cô đi vào chỗ chết. Mọi người cũng không thể bồi tán cùng với cô. Khương Hoạt, nghe ta nói đi. Ta là thánh nữ, cô yên tâm. Chuyện lớn bằng trời cũng có ta đây. Cùng lắm cuối cùng ta dùng tính mạng của mình đền cho ngày ấy. Dù sao số mệnh của ta cuối cùng cũng của Tập Dương. Cô không tiếc tính mạng, ta không thể nhìn cô vào chỗ chết. Những chuyện khác ta đều có thể nghe cô, chỉ là việc này thì nhất định không thể đâu. Khương Hoạt à, xin lỗi nha.
cô lại... Xin lỗi, Hương Hoạt. Y phục của nữ nhân, chẳng lẽ bổn vương đã chết rồi sao? Hồn rời khỏi xác rồi. Con người này, tướng ngủ thật là tệ đó. Ngủ miết, đến y phục cũng lột ra luôn. Không hổ là tuyết sâm nghìn năm. Người này vì sao như từng quen biết vậy? Hắn bị câm sao? Sao ta lại mất tiếng rồi? Không phải ta. Ta lại còn không nghe thấy nữa chứ. Còn là kẻ điếc sao? Vì sao ta lại nhặt cây kiếm đáng chết này về chứ? Đúng là tạo nghiệp. Ta Y, chẳng lẽ là cô ta cứu ta? Ta băng bó giúp cho ngươi đó. Cuối cùng cũng phản ứng lại rồi. Ta là ân nhân của ngươi, có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy quán báo ân. Vừa nãy ở chỗ kia sắp nữa làm gãy eo của ta rồi đó. Y phục của ngươi dơ rồi, toàn là máu, rất là thối, không mặc được nữa đâu. Rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Hắc y nhân đó có lai lịch gì? Chẳng lẽ do Nam Bình Hầu phái đến? Muốn nói cái gì thì dùng cái này viết đi nè. Ta bị chứng bệnh gì? Không ngờ thổ phỉ này trong bụng cũng có chút văn chương. Chữ viết cũng được lắm đó. Bệnh dạng biến, thuốc cũng dạng biến. Có thể kể chi tiết bình thường ăn gì không?
qua lâu hầm sò, thảo ô hầm hoàng kỹ, canh lê lộ cam thảo, nhân sâm ngọc trúc hầm gà, xuyên bối hầm chim cút. Bữa ăn của một thổ phỉ lại tốt đến nhường này sao? Nguyên nhân người hôn mê là đánh nhau với người ta, hao tổn thể lực quá độ. Nhưng mà chứng câm điếc của ngươi lại rất nặng, không phải do ngày một ngày hai mà có đâu. Thức ăn tương sinh tương khắc, trúng độc sao? Bán lâu, bối liên cập, công ô, chữ sâm, tân thược, phản lê lô, mỗi ngày hai bữa ngươi đều ăn như vậy là chắc chắn tương khắc rồi. Ngày ngày ăn như vậy khiến thân thể ứ độc hỗn loạn, nếu không kịp thời cứu chữa, không đến một năm sẽ mất mạng. Có thể trị khỏi không? Bệnh đặc biệt thì phải có người đặc biệt mới xong. Dễ như trở bàn tay. Nhìn ngươi vừa nãy hung dữ như vậy, xém tí bóp chết ta. Vậy cứ bắt ngươi thử mấy vị thuốc mạnh đi, vốn đều là mình ta thử thuốc. Giờ đây quận chúa, bình thường người không hề thích chuyện múa đao múa thương, hôm nay sao lại huấn luyện phi hoàng quân rồi? Biểu ca thích vậy, thời thế loạn lạc, làm thiên tử phải có binh cường mã tráng. Nếu ta đến một chút quân vụ cũng không hiểu, ngày sau sao có thể trở thành hiền thê phò trợ biểu ca? Vương thượng nếu biết tâm ý của quận chúa nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đúng rồi, vì chúng ta bí mật luyện binh ở đây, không được truyền ra ngoài, đợi biểu ca trở về sẽ cho quân ấy một sự ngạc nhiên. Dân, kêu họ luyện cho tốt, luyện tốt thì bổn quận chúa sẽ trọng thưởng. Dân. Không xong rồi quận chúa. Sao vậy? Vương thượng xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Lần này quả thần hạ phàm lịch kiếp, tin tức có thật không? Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, quả thần xác thực đã trở thành thân thể máu thịt, mới chiến đấu với hơn trăm người, đã nửa sống nửa chết. Hắn nếu đã là một phàm nhân nửa sống nửa chết thì sao lại không cho một đao giết chết? Ma Tôn cho phép bẩm báo, tiểu nhân đúng là muốn cho hắn một đao để chết. Đang định ra tay, đột nhiên có một nữ tử che mặt xông ra. Tiểu nhân nghĩ rằng cô ta chỉ là một người phàm, liền một đao chém tới, không ngờ bị thần lực nào đó dội ngược trở về. Cô ta hình như có tiên khí hộ thể, tiểu nhân sợ có thiên binh mai phục, không dám hành động khinh suất, chỉ đành quay về bẩm báo. Phế vật, đến phàm nhân nửa sống nửa chết cũng không làm ăn gì được hết, còn mặt mũi nào mà làm ma nữa chứ? Cút về làm người đi, lùi xuống cho ta. Tạ đại dương. Diệt linh tộc đã quay trở lại, phía quả thần đánh rắn động cỏ. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta sao? Chúc mừng Ma Tôn, đây là điềm đại hưng, mà giới trăm dạng chúng chỉ là cái lưỡi của ngươi là không xương, cứ lắc léo qua lại. Lời này là có ý gì chứ? Nếu dùng đao kiếm bình thường giết quả thần thì chỉ giúp hắn kết thúc lịch kiếp, sớm ngày quay về thiên giới. Điều này có lợi ích gì với lại chúng ta? Vậy theo ý kiến của ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiêu dao tại nhân gian hay sao? Ma Tôn chẳng lẽ đã quên diệt linh tiễn? Quả thần lần này lịch kiếp, vừa hay diệt linh tộc tái xuất thế gian, đây chẳng phải là dịp tốt trời ban sao? Ý của ngươi là đoạt diệt linh tiễn, giết quả thần? Ma Tôn thánh minh đúng là mượn cơ hội tốt này đòi lại công bằng cho hai vị thế tử. Trước nay thiên giới cậy có quả thần qua tay múa chân với ma giới ta, mưu toàn áp đặt những quy tắc giả tạo của chúng lên chúng ta, quấy nhiễu sự thanh tịnh tự tại của ma giới ta. Cho dù không gì, nghĩ cho hai đứa con trai số khổ của ta, bổn vương cũng không thể nhẫn nhịn, phải nổi dậy đấu tranh. Người trước nay đáng tin, việc này giao cho ngươi xử lý. Nhớ đó, tuyệt đối không được để lão thất phu Biện Thành Dương biết chuyện. Tiểu Dương đã rõ.
điểu thần hút phượng, thù con ta không thể không báo. Các con, di phụ nhất định sẽ giết quả thần, giết cùng kỳ quỷ nguyên thần của chúng để báo thù cho các con. Tham kiến thiên hậu. Thiên hậu, xin khai. Đây là việc linh tiễn do ngươi dùng xương máu làm ra, phải? Sử dụng thế nào? Lắp mũi tên vào rồi bắn cung. Thần chặn giết thần, ma chặn giết ma, bảo đảm đối phương hồn phi phách tán, không còn cơ hội xoay chuyển. Rất tốt. Phía Duyên Cơ tiên tử, ta đã nhắc trước rồi, người cứ việc làm. Rõ. Nếu tiểu yêu tinh cảm mịch kia lại quay về thiên giới, ta sẽ hỏi tội ngươi. Kỳ Duyên đã hiểu. Ta nhất định là chúng ta rồi, vậy mà lại phạm phải sai lầm lớn, mang thảo dược quý giá thế này để chữa bệnh cho hắn. Lẽ nào đây chính là lương y như từ mẫu hay sao? Thôi vậy. Nể tình ngươi là bệnh nhân đầu tiên ta chính tay chăm sóc trong đời, xem như quà gặp mặt đi. Ăn bồ đào núi của ta cho đỡ đắng đi. Ngọt không? Rất ngọt có phải không? Trông có vẻ rất là ngọt ha. Chua quá đi. Chua chết đi được. Không ngọt chút nào hết. Đồ lừa đảo, dám bỡn cợt ta sao? Tại hạ thích chua. Thì ra là một bình giấm chua. Làm vợ của ngươi chắc chắn rất là xui xẻo. Lúc nào ta khỏi bệnh? Không quá nửa tháng, thuốc vào bệnh khỏi thôi. Không biết y giả bao nhiêu tuổi rồi. Trong núi năm tháng dễ dàng qua, trên đời phồn hoa đã nghìn năm. Có lẽ ngươi nên hỏi ta thọ bao nhiêu. Từ lúc ta hiểu chuyện, đã học được những lời quyền diệu khó tả, lấp lửng nước đôi. Nếu không sao trấn áp nổi những bà cô trên thì già cả, dưới thì bi bô tập nói ở trong tộc được chứ? Trong dáng vẻ ngươi cũng tầm tuổi của ta, nhưng luận về đạo hạnh, ngươi gọi ta một tiếng tổ sư bà cũng không quá đâu. Trong cô ta tuổi tác không lớn, ngôn từ hành động lại thâm sâu khó lường. Là cao nhân đắc đạo hay là cố ý ra vẻ quyền bí đây? Cớ sao lại chọc đến quan binh? Người lương quắc. Vậy thì thế nào? Xâm phạm quốc thổ của ta, bắt phụ nữ trẻ em làm việc bất nghĩa, đáng chết. Cũng có tư tưởng quá ha. Có chí khí như vậy, tại sao không tổng quân, trái lại đi làm thổ phỉ? Ta hiểu rồi, hiện giờ thiên hạ đại loạn, lính hay cướp cũng không khác gì nhau đâu. Ta hiểu mà. Ngưỡng mộ,
Đây không phải là trò trẻ con. Tên thổ phỉ này sao nóng tính vậy chứ? Vừa rồi chẳng sao mà, nói trở mặt là trở mặt ngay, giờ lại xa xăm mặt phớt lờ người ta, mặt tối sầm y hệt con quả đen. Nhìn thế này cũng giống quả đen thật đó. Hay sau này ta gọi ngươi là ô nha nha. Nha, 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 nha. Tại sao lại cứu ta? Đừng nói với ta cái gì mà lương y như từ mẫu, có quỷ mới tin. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thật sự nên về cảm tạ cha mẹ ngươi đã sinh ra ngươi có một dung mạo tuấn tú như thế này. Ta cũng sẽ không tiếc rẻ những dược liệu quý giá đã dùng trên người của ngươi. Dạng vật thuận theo tự nhiên, y giả chẳng qua là thuận thế mà làm. Người được trời chọn ắt có phúc về sau, chớ quên giúp ích cho thiên hạ đó. Chết hơn trăm người, làm cho cả núi toàn là máu tanh. Chỉ mình ngươi là mạng lớn còn sống sót. Không nhặt ngươi thì nhặt ai chứ? Có điều tóm lại cũng nhặt rồi, chi bằng ngươi giúp ta thử thuốc đi, cũng xem như giúp ích cho thánh y tộc ta đi. Người khác nói chuyện bằng tai nghĩa là chơi cờ, còn chúng ta lại là nói chuyện bằng tai tên xứng với thực. Không nói với ngươi nữa, ta phải xuống núi đây, đi hái một ít đồ ăn. Đi đây. Yên tâm, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách tìm cho ngươi y phục vừa người. Có điều dáng vẻ ngươi mặc y phục nữ cũng đẹp lắm đó. Thôn nữ sơn giả. Bái kiến chủ. Bái kiến quận chúa. Đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa có tin tức của Dương Thượng sao? Thần sách phủ đã phái Ưng Kỵ thập nhị vệ bí mật sai các châu quận tìm Dương Thượng rồi. Và nhóm ám tiêu thì ít gì, tại sao không phái đội binh lớn? Hiện tại Lương Quốc đóng quân ở biên cảnh, luôn dòm ngó vào. Lúc này thời buổi rối ren, lòng người bất ổn, các hầu gia bàn bạc nhất trí không thể làm to chuyện này lên. Giờ là lúc nào rồi chứ? Nếu biểu ca có mệnh hệ gì, xem các ngươi gánh nổi không? Mặt tướng thề chết đi theo Dương Thượng báo. Tần tướng quân cấp báo, có chuyện gì? Theo tin báo về, 10 ngày trước Dương Thượng gặp mai phục của quân Lương Quốc ở núi La Gia. Đã tìm thấy Dương Thượng chưa? Ngoài Dương Thượng, tới giờ chưa rõ tung tích. Thì hơn 10 con dậy đi theo, không một ai còn sống sót, toàn bộ hy sinh. Họ gặp bao nhiêu quân địch, thi thể quân địch trong núi có khoảng 200 người bị diệt ngay tại chỗ. Dương Thượng ra ngoài đi săn, chỉ mang theo 18 con dậy, cải trang di hành không đủ áp giáp. Ta đi tìm cha bàn bạc kế sách ứng cứu. Quận chúa, con chưa xuất giá đã nói như vậy rồi, còn ra thể thống gì nữa chứ? Nữ nhi và biểu ca đã được ban hôn từ 18 năm trước, hôn sự là do Tiên Dương năm đó đích thân quyết định. Cả Hoài Ngô này có ai không biết, có ai dám chê cười? Trong lòng con đã sớm coi mình là một phần của Tập Dương Cung rồi. Con thề sẽ cùng vào sinh ra tử với huynh ấy. Nếu huynh ấy gặp đại nạn không chết thì tất nhiên là chuyện vui mừng. Nhưng nếu huynh ấy có bất trắc gì, con sẽ đi theo huynh ấy, tuyệt đối không nói hai lời. Cha chỉ có một đứa con gái là con. Con nói vậy như xé nát trái tim của cha. Con gái bất hiếu làm cha đau lòng rồi. Móc tim móc gan ra chỉ là để cho cha hiểu thôi. Vì biểu ca, Tuệ Hòa không có gì không dám làm hết. Cha hiểu chứ? Cha đều hiểu hết. Được rồi, được rồi, mau đứng dậy đi, đừng sốt ruột. Cha cũng vừa nhận được tin, định đi bàn bạc với lại phó tướng. Bây giờ thù trong giặc ngoài, phải nghĩ ra kế sách chu toàn. Binh quý ở chỗ thần tốc, con đợi cha tới giờ tí. Nếu cha và họ vẫn chưa bàn bạc xong, con sẽ dẫn phi hoàng quân đi trước tới núi La Gia tìm người. Con tuyệt đối không được mạo hiểm đâu.
Chuyện này cứ giao cho cha xử lý đi. Con yên tâm, cha nhất định sẽ thuyết phục được phó tướng phái người đi đón Dương Thượng. Đa tạ cha, con đợi tin của cha. Đây là ý gì? Ngươi bị điếc chứ đâu có bị cụt tay cụt chân, sao đến y phục cũng bắt ta giúp ngươi thay vậy chứ? Lẽ nào y giả bên ngoài đều giúp bệnh nhân thay y phục hay sao? Đây là quy tắc do ai đặt ra vậy? Đều nhèo cái gì chứ? Còn không mau thay y phục cho bản dương. Ta đường đường là thánh nữ, lại tới mức phải hầu hạ ngươi sao? Thật là. Đám người Lương Quốc đó đúng là đồ thất bại. Binh lực gấp 10 lần, 100 lần mà không đối phó nổi một tập dương, vẫn cần ta phải nhúng tay vào. Người mau chóng dẫn binh tới núi La Gia lục soát, chỉ được đưa thi thể của hắn về. Mạc tướng tuân mệnh. Đây đều là thảo dược tốt làm mát, cầm máu, chống tắc nghẽn, giải độc. Nước thuốc phải ngấm vào từ lỗ chân lông ở hai tay, điều trị cả trong lẫn ngoài mới có hiệu quả tốt. Dù sao cũng có người giúp ta rửa chỗ thảo dược có gai này rồi. Thuốc màu trắng thoa bên ngoài. Cả ngày đeo mạng che mặt, tinh thông y thuật, thấu đáo mọi việc, có lúc lại không hiểu nhân tình thế thái. Chắc là người của thánh y tộc. Đây đâu phải đạo quân tử. Nếu cô ấy đã cứu ta thì sẽ không hại ta đâu. Ai cũng có nỗi niềm khó nói, nguyện gặp gỡ chân thành, tự để ta nhìn thấy. Mấy ngày nay cô vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Tuy hắn là tên thổ phỉ giết người không ghê tai, nhưng mà mấy ngày nay tiếp xúc với hắn, ta phát hiện hắn không hề xấu, còn rất tuân thủ quy tắc. Xem ra làm thổ phỉ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Sinh trong thời loạn, mọi người cũng không dễ dàng gì. Không thể trêu đùa hắn nữa, ta phải chữa bệnh cho hắn tử tế mới được. Cô nương à, tới xem chuông gió đi. Còn cái này nữa, cô xem đi, đẹp biết bao. Mua một cái về nhà đi. Đi ra đường mà phải dùng chướng ẩn thuật, lén lén lút lút, trừ phi là ám ảnh của nhà nào đó.
treo thưởng cho ám ảnh và ma chúng trong tay của ngươi, dốc sức truy bắt dư nghiệt diệt linh tộc, tìm kiếm diệt linh tiễn. Không biết hiện tại có bao nhiêu dư nghiệt của diệt linh tộc và bao nhiêu diệt linh tiễn. Đại dương có nên đếm từng cái một, có cái nào thì tính cái đó. Không cần đem diệt linh tiễn thứ nhất về, trực tiếp xuống phàm giới đối phó với Hút Phượng. Nếu bắt được dư nghiệt của diệt linh tộc hoặc tìm thấy tung tích của hắn, lập tức báo cáo cho ta. Mộ Từ, Hút Phượng, tuân lệnh. Tin này nếu để lộ ra ngoài, tự ý xông vào phủ đệ của bản dương, nghe trộm chuyện cơ mật viện thành dương phủ các ngươi, dạy dỗ ngươi như vậy sao? Muốn giết thì giết đi, không cần phải lôi phụ dương ta vào. Ngươi, ta sẽ giết, tất nhiên ta cũng sẽ không tha cho phụ dương ngươi đâu. Chắc là Ma Tôn cũng nằm trong kế hoạch của ngươi, lén lút sau lưng của Ma Tôn tìm kiếm diệt linh tiễn và người của diệt linh tộc. Lòng lan dạ sói ắt sẽ bị trừng phạt. Giết ả ta đi. Lưu Anh liên tục làm hỏng đại sự của ta, truyền lệnh của ta nói đây là ý của Ma Tôn, biện thành Lưu Anh, giết không tha, tuân lệnh.